một số khối và cũng như là các công cụ bánh kiện sẽ được cập nhật vào trong bản New World sắp tới. Thì những công cụ này chỉ hiện tại có bên server Trung Quốc thôi. Và nếu các bạn nào muốn tìm hiểu nghiên cứu đá điện cũng như là thích thú trong việc sáng tạo tìm tòi như tôi thì đừng quên nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo về video mới. Nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để đón xem các video bổ ích trên kênh YouTube Rex Akito, cũng như đón xem các buổi livestream trên Nimo TV gạch chéo Rex Akito phát sóng vào 12:30 các ngày trong tuần chiều thứ bảy chủ nhật. Và đây là cách làm máy farm trong Miwa phiên bản mới không phải ai cũng biết. Bước 1, chuẩn bị một cái ruộng dài 6 rộng 8. Bước 2 là máy thu gom và phân loại. Đặt mấy cái dương ngang ra. Tiếp tới đặt máy thu gom lên. Sau đó lại đặt máy thu gom vào những cái dương. Rồi lại đặt thêm cái hai cái dương nữa. Đặt thêm một cái máy thu gom ở bên phải. Sau đó lại đặt thêm một cái ống dẫn sang một cái dương bên cạnh. Tiếp tới ta để một máy tiếp tới ta lại để một máy thu gom sang bên dương đấy, rồi lại lối ống, lối theo đúng một đường vòng, rồi ta lối máy trở lại với cái dương đấy, sau đó lấy một cái dương thẳng đặt ra hai bên cách một ô, rồi lối ống phát hiện đấy, ta để hạt giống vào trong máy phát hiện. Cả bên ngô nữa. Sau đó ta lấy đá lấp lên để xây hai cái khung này vào. Sau đó đặt hạt giống bắp ngô vào rồi hạt giống. Để ta có thể xác định rằng hai dương này là hai dương khác nhau. Đơn giản vậy thôi. Bước 3 là máy xả nước. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị một tay robot, một cần gạt, một bộ tách. Một bộ phân chia, một máy chiếu. Đầu tiên ta đặt bộ máy điếu. Đặt cái nút lên rồi đặt bộ phân tách. Tắt hai bên đi, bật hướng lên trên. Đặt một bộ phân tách nhìn hướng lên trên như này. Sau đó tắt bên trên đi, bật nhìn sang bên phải. Đặt một tay robot. Sau đó lấy cần lê, thay đổi chức năng của tay robot. Lấy khối botolit. Thông cảm tiếng Anh tôi hơi ngu. Sau đó gạt cần gạt. Tiếp theo lấy nước, đổ vào. Bước 4 là máy gieo hạt. Lấy một máy thu gom, đặt vào dương hạt ngô. Lấy ống vận chuyển, nối lên. Nối sang bên, tiếp tục nối hết bước rồi. Tiếp theo đặt máy bắn. Sau đó ta đặt một hàng đá. Lắp bộ phân tách. Tắt bên phải, nhìn theo hướng này, đặt một cuối nữa, tắt hai bên, bật nhìn sang bên trái, tương tự. Ta đập đi. Và bật hết lên. Đặt một máy chiếu nữa lên trên. Đặt một nút bấm. Đặt một
cho bộ này nhìn lên trên, đặt một bộ phân tách nữa, cho bộ này nhìn sang bên, đặt lên trên đi, được hết nhìn xuống dưới. Về ta đã có một dàn máy bắn, đặt hạt giống ngô vào, hạt giống ngô sẽ được vận chuyển lên trên máy bắn. Sau đó ta là loot. Và đã có cây. Tương tự ta sẽ làm tiếp 7 dàn máy bắn còn lại. We'll be right back.